Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và buổi sáng hôm nay, tôi sẽ bắt đầu với lời của Ngài. Đơn giản thôi, nhưng mà xin lời đó khích lệ mỗi một anh em mình. Trong Thi Thiên 34, câu số 8 có nói như thế này anh chị em. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử tơ bị thiếu kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Amen cho em. Và một câu hỏi mà chúng ta sẽ giao lưu ở đây là làm thế nào để mình nếm thử Chúa? Không à? Vì Chúa nói nè, khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao. Mình nếm làm sao đây? Nếu mà cục kẹo thì nếm được, đúng không? Muối nếm được, nước mắm nếm được, nồi canh anh chị em nấu nếm được. Câu hỏi đặt ra là nếm Chúa làm sao? Nếm Chúa như nào? Cho nên Kinh Thánh chép là, Kinh Thánh khuyên là mình hãy nếm Chúa để biết Ngài tốt. Và nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay đi với Chúa, đôi khi chúng ta không biết nếm Chúa, cho nên chúng ta đi với Chúa mà không biết Chúa như thế nào cả. Ngài mặn hay là ngài ngọt không biết. Ngài chua hay là ngài có cái vị như là sữa chua không biết. Không biết. Anh ta hỏi anh chị em, bây giờ anh chị em ơi, mô tả giùm tôi Chúa như thế nào, cái vị của Ngài như thế nào. Có lẽ phần nhiều trong chúng ta, nếu mình không biết cách nếm Chúa, mình sẽ không tả được. Có đúng không anh chị em? Không tả được. Cho nên buổi sáng hôm nay, xin Chúa cho chúng ta biết cách nếm Ngài. Và những anh chị em đang theo dõi Hội Thánh Chúa qua livestream, tôi cũng truyền tải đến anh chị em một thông điệp. Trong cuộc đời đi theo Ngài, hãy biết cách nếm Ngài. Khi chúng ta biết cách nếm Ngài rồi, thì chúng ta mới có thể chia sẻ Ngài cho người khác. Một quả táo nếu anh chị em không ăn, thì anh chị em không thể mô tả vị nó như thế nào cho người khác. Cho nên nếu chúng ta không nếm trải Chúa, thì chúng ta truyền đạt Chúa cho người khác chẳng qua là lý thuyết thôi, hoặc là chúng ta nghe ai đó nói mình nói lại thôi, chứ chúng ta không thể nói thực sự từ trong cuộc đời của mình. Và những lời đó không thuyết phục được cho người ta tiếp nhận Chúa Giê-xu. Amen chứ? Cho nên mình phải nếm. Ok. Và cái cách mà chúng ta nếm Chúa đó, đó là trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải nhận được rất nhiều sự trả lời từ Đức Chúa Trời trong đời sống cầu nguyện của mình. Đó là cách chúng ta nếm Chúa. Khi anh em khó khăn, anh em cầu nguyện và Chúa đáp lời, anh em sẽ ô, Chúa tôi nhân từ quá. Đúng không chị? Đang gặp một cái điều gì tội lỗi trong đời sống của mình, anh em cầu nguyện và Chúa đáp lời, rửa anh em sạch bởi huyết của Chúa, lòng anh em trở thấy được bình an, vui mừng trở lại. Anh em nói ô, Chúa là đấng tha thứ dồi dào. Anh em biết Chúa. Khi anh em khó khăn về tài chánh, anh em cầu nguyện và Chúa đáp lời anh chị em, cho anh chị em một công việc mới, cho anh chị em đáp ứng mọi nhu cầu, thì anh em ô lên một tiếng nói, ôi Chúa là đấng chu cấp cho đời sống tôi chẳng sợ hãi gì. Khi anh em bệnh tật, anh em cầu nguyện và Chúa đáp lời chữa lành anh chị em,
Anh chị em nói, ô, Giê-hô-va là Rapha, đấng chữa lành cho tôi. Vân vân và vân vân, vân vân. Rất là nhiều vị của Chúa mà chúng ta cần phải được nêm. Cho nên anh chị em à, cách hãy làm sao đó để đời sống cầu nguyện của chúng ta được Chúa đáp lời. Khi Chúa đáp lời, anh chị em thấy mình vui không? Vui lắm. Tôi biết điều đó. Cho nên tôi nghĩ rằng anh chị em cũng giống vậy thôi. Khi anh em cầu nguyện mà Chúa đáp lời, anh chị em sẽ vui y như là lúc nhỏ. Mẹ đi chợ về. Không à? À, mẹ đi chợ về cho viên kẹo. Mẹ đi chợ về cho cái nọ cái kia. Mua bịch chè về cho, đúng không? Rất là thích. Cho nên chị em ơi, chúng ta cần phải trải nghiệm Chúa của mình một cách thực tế trong đời sống. Chúng ta cần phải kinh nghiệm được Chúa chúng ta là đấng hằng sống. Và khi con cái của Ngài cầu nguyện thì Ngài hứa rằng, Ngài hứa rằng ngươi là người xấu mà còn biết cho con cái mình điều tốt, huống chi Cha trên trời chẳng ban những điều tốt nhất cho con cái Ngài hay sao? Cái làm cha mà con mình xin bánh mà đi cho đá, xin cá mà cho rắn không? Vậy thì huống chi Cha trên trời đấng yêu thương tốt lành chăm sóc đời sống chúng ta, lẽ nào khi chúng ta cầu nguyện mà Ngài không đáp lời? Cho nên chị em à, nếu đời sống của chúng ta toàn là những chuỗi ngày lặng thinh, nếu những lời cầu nguyện của chúng ta chỉ là nói vào bốn bức tường, nếu như những điều chúng ta ước ao trình với Chúa mà bao nhiêu năm tháng mình không thấy được Ngài đáp lời, cầu nguyện từ đầu năm mà đến cuối năm vẫn chưa thấy sự trả lời, thầy hãy xem lại, hãy xem lại liệu chúng ta có gì trục trặc không. Hãy xem lại liệu cái đấng mà mình cầu nguyện có phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh không. Hai điều mình phải xem lại. Nếu chúng ta trục trặc thì Ngài không nghe chúng ta thiệt. Nhưng nếu cái đấng mà chúng ta không phải Đức Chúa Trời của Kinh Thánh thì đúng, cũng không nghe chúng ta thiệt. Cả hai điều. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi sử dụng lời của Chúa để chia sẻ cho anh chị em. Và tôi gọi sứ điệp này là làm thế nào để Chúa đáp lời cầu nguyện của anh em. Hay tôi nói cho nó ngắn gọn tí là làm thế nào để lời cầu nguyện của anh em được Chúa lắng nghe. Anh chị em có amen với sứ điệp đó không ạ? Hay tôi thấy cái này hấp dẫn lắm. Bởi vì khi mình đã học được cái cách bước vào một đời sống cầu nguyện mà Chúa đáp lời ngay thì đời sống anh em sẽ không còn buồn nữa đâu. Đời sống anh em không còn yếu đuối nữa. Anh em sẽ không còn sợ hãi nữa đâu. Anh em sẽ sống tự tin và dũng mãnh như sư tử chi phái Giu-đa. Bởi vì anh em biết rằng khi anh em hô lên một tiếng, đấng đã hiện diện và giúp đỡ anh chị. Khi anh em làm gì, Đức Chúa Trời đi bên cạnh. Và nói như Kinh Thánh chép đó, khi lời chưa ra khỏi miệng ngươi thì ta đã nghe rồi. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Anh em phải kinh nghiệm được một Đức Chúa Trời là lời chưa ra khỏi miệng mà Chúa làm rồi. Trong đời sống của tôi thấy có những lúc là tôi chưa kịp cầu nguyện với Chúa, tôi mới nghĩ thôi mà sự đáp lời đã đến, chứ cần gì phải nói đâu. Đó, mới nghĩ thôi đấy mà Chúa đã chăm sóc rồi. Mới nghĩ trong lòng rằng ôi ước gì thế này, thế là có luôn. Cho nên tôi cũng muốn anh chị em mình hãy cùng nhau kinh nghiệm một Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện. Bởi vì tôi hay nhắc đi nhắc lại, Chúa chúng ta là Chúa hằng sống, Chúa chúng ta là Chúa thành tín, và Ngài nói gì thì Ngài làm đó. Nói gì là Ngài làm. Nên chúng ta hãy bắt đầu nha, đỡ không mất nhiều thời giờ.
Anh em hãy theo dõi cùng tôi trong Giăng chương 15 nha. Chúng ta sẽ học được cách để rồi ngày hôm nay sau sứ điệp này, anh chị em cầu nguyện và anh chị em đón nhận được sự đáp lời từ Chúa tức thì, ngay tức thì. Giống như tôi hay đến cầu nguyện cho anh chị em vào cuối buổi vậy đó. Tôi giơ tay lên tôi nói: Chúa ơi, hãy chạm người này. Anh chị em thấy chạm ngay không? Chạm ngay, phải không ạ? Tức thì chứ không phải nữa. Chúa ơi chạm người này, xong là tháng sau mới chạm thì hơi căng. Anh chị em chờ nó mòn mỏi mất tiêu. Anh chị em vô tin mất. Chạm ngay, Đức Chúa Trời là đấng chữa lành ngay, giải cứu ngay, đáp ứng ngay tất cả mọi điều. Anh chị em thử tưởng tượng đi. Hãy cùng nhau tưởng tượng ngày hôm nay anh em có một đứa con yêu dấu ở trong nhà. Đấy. Mà sáng ra nó nói: ba ơi, con muốn ăn hủ tiếu. Thôi đảm bảo anh chị em phải chạy ra kia mua hủ tiếu cho nó ngay. Chỉ có hủ tiếu nó mới ăn, là ví dụ thế. Đúng không? Không thể nào khác được. Chắc chắn rồi, tôi cũng có con trai con gái, tôi biết lúc nó nhỏ nó đòi cái gì là phải đáp ứng. Giờ lớn rồi khác. Lớn rồi, đòi mà không đúng lấy roi tôi quất à. Cho nên anh chị em nào mà còn nhỏ đó thì hãy đòi Chúa đây để trải nghiệm Chúa, để kinh nghiệm Ngài, để biết Chúa Trời là đấng thành tín. Rồi khi anh chị em lớn lên, anh chị em biết đòi đúng cái điều đẹp lòng cha của mình. Amen. Nhưng mà lúc nhỏ thì cứ đòi đi thoải mái để kinh nghiệm Chúa. Ok anh chị em, tôi đọc ha. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Ai ơi, rất tuyệt vời câu kinh thánh này. Anh chị em chú ý theo dõi lời Chúa cùng tôi nha. Tuyệt vời câu kinh thánh này. Trong hai câu kinh thánh này chúng ta thấy có ba cái đối tượng mà chúng ta cần để ý. Thứ nhất là gì ạ? Người trồng nho. Thứ hai là gốc nho. Và thứ ba là nhánh nho. Có đúng không ạ? Ba đối tượng là. Cho nên khi mình phân tích cái này mình thấy có ba đối tượng tham gia vào đây. Và bây giờ tôi hỏi anh chị em, và chắc anh chị em chắc trả lời được á, trong ba đối tượng này ai là chủ sở hữu của tất cả? Người trồng nho, đúng không? Người trồng nho sẽ sở hữu cả gốc nho và cả nhánh luôn. Chính xác là như thế. Cho nên tôi nói với anh chị em ngày hôm nay, anh chị em chẳng thuộc ông nọ, chẳng thuộc ông kia, chẳng thuộc hệ nọ, chẳng thuộc hệ kia. Anh chị em thuộc về Đức Chúa Trời là cha yêu thương anh chị em. Amen. Đó là sự thật. Thứ hai là gốc nho. Gốc nho. Chúa Giê-xu là gốc. Ngài nói rất rõ ở đây. Chúa Giê-xu là gốc. Và mọi nhánh phải gắn vào gốc đó. Em đừng tự hào bây giờ tôi gắn vào chỗ nọ, gắn chỗ kia dẹp đi. Gắn mấy chỗ đó chết khô đấy. Hãy gắn vào Chúa Giê-xu. Amen. Hãy gắn vào Chúa Giê-xu. Và Ngài nói một lời hứa ở đây rất tuyệt vời. Đó là nhánh nào bắt đầu có kết quả thì Ngài chăm sóc để được kết quả nhiều hơn. Kết quả nhiều hơn. Đây là lời hứa mà chúng ta cần phải lãnh hội cho chính mình. Bởi vì tôi và ông bà anh chị em là những nhánh nho đang gắn vào gốc nho là Chúa Giê-xu. Và tất cả chúng ta đang được cha của mình chăm sóc. Tất cả luôn. Tôi cũng trong thành phần đó. Tôi được cha mình chăm sóc. Ông bà anh chị em cũng được cha mình chăm sóc. Đó là cái lẽ thật được ghi trong Kinh Thánh. Tất cả chúng ta hãy tập trung vào Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời cha của chúng ta. Chính Chúa Giê-xu là nguồn sống của chúng ta. Và chính Đức Chúa Trời chăm sóc những nhu cầu của chúng ta. Đây là hai điều anh chị em muốn đời sống cầu nguyện của mình anh chị em hướng về. Đây là Giê-xu cũng nói rằng hệ nhánh nào không kết quả thì Ngài chặt hết. Nhánh nào là không kết quả? Nhánh nào là nhánh không kết quả ở đây? Tôi hy vọng rằng tất cả anh em mình ngồi đây đều là những nhánh kết quả. Amen. Nếu mà không kết quả thì căng đấy.
thực sự căng thẳng đấy. Bởi vì Ngài nói rằng Ngài chắc hết. Ngày hôm nay có rất nhiều người đeo bám vào Chúa Giêsu vì lý do chính trị, vì lý do tôn giáo, A, B, C. Rất nhiều người tôi gọi là đeo vào. Phải không ạ? Người ta có thể lợi dụng, người ta có thể lợi dụng tôn giáo để làm điều gì đó cho cái mục đích của họ. Nhiều lắm. Nhưng mà những cái loại nhánh này đó, Đức Chúa Trời nói là Ngài sẽ chặt hết. Đi một thời gian là rụng hết trơn, vì nó khô, nó có sức sống đâu mà rụng hết. Cho nên tôi hy vọng rằng tất cả anh em mình đều là những người bởi đức tin mà gắn vào trong gốc nho là Chúa Giêsu. Bởi lòng thành thật, bởi một cái trái tim chân thành gắn vào Ngài, và mong ước một điều duy nhất rằng Chúa ơi, cho con sự sống. Anh chị em thử nghĩ đi, nhánh nho mà gắn vào gốc thì nó cần cái gì ạ? Nó cần sự sống, đúng không? Trước hết là nó phải sống đã, rồi sau đó mới để tính đến cái chuyện ra hoa kết trái. Chứ còn nếu nó không sống thì làm sao mà nó tính đến cái chuyện ra hoa kết trái. Ngày hôm nay anh em phải kinh nghiệm sự sống đã. Anh em gắn vào Chúa Giêsu, anh em phải kinh nghiệm một sự biến đổi trong đời sống của mình đã. Anh em phải kinh nghiệm được rằng tội lỗi mình được tha thứ đã. Anh em phải kinh nghiệm sự bình an vui mừng tuôn tràn đã. Anh em phải kinh nghiệm được mình có thể yêu thương được người khác đã. Tôi gọi đó là sự sống của Đức Chúa Trời. Anh em à, phải kinh nghiệm sự sống trước khi kinh nghiệm kết quả. Phải kinh nghiệm sự sống trước khi kinh nghiệm được lời cầu nguyện của mình đầy dậy những sự đáp lời của Chúa. Có nhiều người đến với Chúa chỉ muốn kết quả ngay thôi, nhưng mà chưa kinh nghiệm sự bình an, chưa kinh nghiệm sự tha thứ, chưa kinh nghiệm niềm vui, chưa kinh nghiệm rằng tội lỗi mình được tha, chưa kinh nghiệm rằng đời mình biến đổi. Nếu chúng ta chưa kinh nghiệm sự sống của Ngài thì đừng bao giờ mong rằng mình có kết quả. Đó là sự thật. Anh em thử nhìn cái nhánh đi. Một cái nhánh cắt ra tháp vào trong một cái cây, tôi gọi là ghép cành đó. Nếu mà ngày nào nó cũng heo queo thế này, heo queo à, khô, bắt đầu nó khô khan, thì có mong đợi gì là nó ra trái gì trên đó không? Chắc chắn là không. Một thời gian nữa là khô, và ông chủ ông bảo sao thôi, ta chặt thằng này đi, lấy thằng khác ráp vô. Cho nên cái điều quan trọng ngày hôm nay anh chị em ơi, đầu tiên là phải kinh nghiệm sự sống, lấy lòng tử tế thành thật để kinh nghiệm sự sống. Tất cả anh chị em đến đây, có thể anh chị em đến với nhu cầu là chữa lành thân thể, chữa lành bệnh tật, giải cứu ma quỷ, ok, điều đó là chính đáng. Nhưng có một điều chính đáng hơn nữa, đó là anh chị em phải ráp vào trong gốc của Ngài là Chúa Giêsu, ráp vào bằng đức tin chân thành, nói với Chúa rằng Chúa ơi, ngày hôm nay con quyết định tin Ngài, vì Ngài là sự sống của con, Ngài là nguồn lực của con, Ngài là ý nghĩa cuộc đời con, Ngài là đấng cứu chuộc linh hồn con quyết định tháp vào Ngài, đeo vào Ngài, bám vào Ngài, đi cùng Ngài và không bao giờ rời Ngài nữa. Tôi nói với anh chị em, đó mới là khởi đầu đúng đắn. Đó mới khởi đầu. Có một con sâu, con kiến nào nó bu lên cái cành đó, mà nếu cái cành đó đầy sự sống, đảm bảo con sâu con kiến không thể nào tiêu diệt cái cành cây này được. Bệnh tật có thể đeo bám anh bà anh chị em, ma quỷ có thể đeo bám ông bà anh chị em, nợ nần thiếu thốn, xung đột có thể đeo bám cuộc đời anh chị em. Nó là dấu hiệu của sự chết. Chúa Giêsu nói rằng thế gian này đầy rẫy sự chết, và sự chết đang đeo bám vào từng người, và nó khiến cho con người ta héo mòn dần, héo mòn dần. Anh chị em thấy cái cây mà bị sâu nó đục không? Nó héo dần. Và thế gian nó đem lại những sự như là cay đắng, tức giận, thất bại, bệnh tật, ung thư, ma quỷ, nó làm cho cuộc đời anh chị em sao ạ? Héo dần. Héo dần theo năm tháng. Ôi, cha mẹ sinh ra đẹp đẽ lắm, nhưng mà đi ra cuộc đời này sống một thời gian là bắt đầu vẻ đẹp nó bay đâu mất tiêu. Mặt lúc nào cũng đăm chiêu, đúng không ạ? Nhìn thì cứ đi là cứ cúi đất chứ không dám ngẩng lên trời. Kiểu nó như thế. Và sự chết nó làm cho cuộc đời mình héo dần. Héo dần.
Đến một ngày anh chị em tìm đến hội thánh nhà muôn dân này và hy vọng sự chết nó lìa đi, bệnh nó lìa đi, sự giải cứu nó lìa đi, tất cả mọi thứ anh em hy vọng. Nhưng mà xin thưa với anh chị em nè, nếu anh chị em ở đây và bước ra ngồi kia về nhà, anh chị em nói rằng tôi hết rồi, cho nên thôi bây giờ tôi tiếp tục cuộc sống của tôi không cần gốc nho là Chúa Giêsu nữa, tôi không ráp vào đâu nữa, thì tôi nói anh chị em mà sự thật nó hơi buồn tí, nhưng đó vẫn là sự thật. Anh chị em sẽ tiếp tục héo lại, rồi anh chị em lại đến hội thánh nó tươi tí, rồi về nhà nó héo xuống tiếp. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Chúng ta không thể nào giống như cái cây hoa hồng người ta bán ngoài chợ, người ta cắm vào trong cái hũ, xong người ta bỏ một tí thuốc gọi là kích thích tăng trưởng nó tươi một tí rồi là nó héo lại. Không, hôm nay tôi muốn anh chị em rằng hãy gắn chặt vào Ngài, tiếp tục kết nối với Ngài liên tục 24/7. Đừng bao giờ nói rằng cái cành của tôi đủ rồi. Không, cái cành mà muốn sống tươi mới nó phải ráp vào trong gốc và không rời được nữa. Và có một lời hứa rất tuyệt vời cho cái chuyện này, đó là Ngài nói rằng Ngài chăm sóc những nhánh nào ra quả để cho nó được sai trái hơn. Đây là lời hứa tôi muốn hội thánh ghi nhận, để mình cầu nguyện, mình nói: ơi, Ngài hứa Ngài chăm sóc con, bởi vì con lấy đức tin thành thật, con ráp vào chính Ngài, con lấy đức tin thành thật, con sống cùng Ngài, con lấy đức tin thành thật để con thuận phục Ngài. Đây là điều mà tất cả anh chị em mình cần phải ghi nhớ. Đừng bao giờ đến với Chúa chỉ để giải quyết những nan đề. Tôi tin rằng bởi tình yêu của Chúa, Chúa sẽ giải quyết cho anh chị em. Nhưng mà đó không phải là ý muốn trọn vẹn của Chúa. Anh chị em có hiểu tôi nói không ạ? Ý muốn trọn vẹn của Ngài là Ngài muốn anh chị em sống cùng Ngài luôn luôn, gắn với Ngài luôn luôn. Tôi đọc tiếp nha anh chị em ha. Các ngươi đã được trong sạch vì nhờ lời ta bảo cho. Nhờ lời của Chúa anh chị em được trong sạch, được tha thứ. Giống như bài giảng trước tôi đã nói, khi ánh sáng lời của Chúa rọi vào thì quá trình thanh tẩy bắt đầu diễn ra. Những sự nặng nề, u ám trong đời anh chị em bắt đầu tuột hết. Giống như anh chị em 7 ngày không tắm mà bây giờ được tắm một cái, anh chị em thấy sao? Wow, sao nó thoải mái quá. Anh chị em giờ thử đây, nếu chưa thử xin anh em thử 7 ngày đừng tắm. Đúng không ạ? Xong rồi bắt đầu một buổi chiều đẹp trời nào đó, bắt đầu vào bật nước nóng lên tắm, anh chị em sẽ thấy như từ địa ngục bước lên thiên đàng. Nó là như vậy đó. Cho nên ở đây khi chúng ta sống trong thế gian này, tội lỗi nó làm chúng ta ô uế hôi lắm, tội lỗi nó làm cho chúng ta bị trần truồng đè nén và đủ thứ áp bức. Nhưng khi chúng ta đến với ánh sáng của lời Ngài, ánh sáng đã rửa sạch, gột sạch chúng ta và khiến chúng ta trở nên nhẹ nhàng, bình an, tươi mới, vui mừng. Câu tiếp theo ạ. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Câu số 6. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Câu số 7. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Hallelujah. Lời của Ngài nói rằng điều kiện để cho chúng ta bước tới câu số 7 là chúng ta phải cứ ở trong Chúa. Vì sao? Vì ngoài Chúa chúng ta không làm gì được. Ngoài Chúa chúng ta sẽ bị khô héo và bị đốt bỏ. Ngoài Chúa chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Và câu số 7 nói rằng nếu ai
ở trong ta và lời ta hằng ở trong người đó, thì cầu xin bất cứ điều gì mình muốn sẽ được điều đó. Anh chị em thấy cái lời hứa này nó có nặng không ạ? Rất là nặng ký. Mọi điều mình muốn. Tôi xin nhắc lại nha anh chị em, mọi điều. Mọi điều có nghĩa là mọi điều. Không ngoại trừ bất cứ một điều gì cả. Từ tài chánh, sức khỏe, con cái, gia đình, công việc, ước mơ, nghề nghiệp, rồi đủ thứ chức vụ trong Chúa, thuộc linh cũng như thuộc thể, mọi điều. Xin gì? Thôi nói cho nó ngắn gọn theo kiểu tiếng Việt là xin gì được nấy. À, hay nói tiếp là cầu được ước thấy. Phải không? Cầu được ước thấy. Ô, tôi nói ai mà sống đến đạt được cái câu kinh thánh số 7 này thì thôi chứ cuộc đời này cần gì nữa? Chẳng cần gì nữa vậy. Phải không ạ? Câu hỏi là bây giờ làm sao để mình tiến tới câu số 7 này? Không ai đạt được đến đích ở trên đất này cả. Tất cả chúng ta đều đang chạy trong cuộc đua này. Sứ đồ Phao-lô nói đừng tưởng rằng tôi đã đạt đến đích. Không, tôi đang chạy. Tôi cũng đang chạy, ông bà anh em cũng đang chạy. Amen. Chúng ta đang tiến tới để đời sống chúng ta tràn đầy sự trả lời cầu nguyện của Chúa. Và đó là cách duy nhất chúng ta nếm Đức Giê-hô-va một cách ngọt ngào. Cách duy nhất. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích một chút nha. Phân tích một chút chỗ này. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi. Đây là điều kiện. Anh chị em ơi, Chúa, lời Chúa là một. Tôi nhắc lại, Chúa và lời Chúa là một. Đừng có tách nhau ra. Anh em kính sợ Chúa đồng nghĩa với anh em kính sợ lời Chúa. Anh em tôn trọng lời Chúa đồng nghĩa với anh em tôn trọng Chúa. Anh em coi thường lời Chúa thì cũng đồng nghĩa với anh chị em đang coi thường. Cho nên hãy nhớ Chúa và lời Chúa là một. Chúa và lời Chúa là một. Và chúng ta cần ý thức được điều này. Khi mình ý thức được điều này thì mình sẽ quý trọng lời Ngài. Bởi vì duy nhất lời Ngài thì chúng ta mới sờ mó tiếp xúc được. Anh chị em có sờ mó tiếp xúc với Chúa hàng ngày được không? Không. Vì Ngài là thần. Chúng ta mắt chúng ta không thấy, tay chúng ta không ngờ được. Không thể lấy cái ghế và nói Chúa ngồi uống trà với con. Không thể được. Xin thưa anh chị em, tôi lấy ghế và tôi cầm quyển kinh thánh, tôi mời quyển kinh thánh uống trà với tôi được. Có được mà. Tôi ngồi tôi đọc nó, tôi nói chuyện với nó. Khi tôi đọc kinh thánh là lúc mà Đức Chúa Trời nói chuyện với tôi. Khi tôi cầu nguyện là lúc tôi nói với Chúa. Cả đúng anh chị em? Khi tôi cầu nguyện là lúc tôi nói với Chúa. Mà khi tôi mở kinh thánh ra đọc thì lúc Chúa nói với tôi. Đó, Chúa nói đấy. Chúa nói nè, ví bằng con cứ ở trong ta và lời ta ở trong con thì con cầu xin điều gì được điều nấy. Đó, Chúa nói đấy. Cho nên đôi khi mình hãy thay tên mình vào để được Chúa nói. Tôi nói với anh chị em rằng là lời Chúa với Chúa là một. Phải hiểu điều này để chúng ta tiến tới thực hành được câu số 7 này trong đời sống của mình. Anh chị em à, khi chúng ta hiểu lời Chúa với Chúa là một thì cũng đồng nghĩa chúng ta biết rằng lời của Chúa là linh và sự sống. Lời của Chúa là sự sống. Lời của Chúa là gốc nho. Lời của Chúa là thần linh. Cho nên lời của Chúa có thẩm quyền. Sao những lời trong sách báo nó không có thẩm quyền biến đổi ai mà sao lời này nó biến đổi được chúng ta? Anh chị em thử suy ngẫm và giải thích giùm tôi cái. Tại sao mình cũng đọc những cái thứ như là đắc nhân tâm đồ các thứ sao nó chẳng biến đổi vậy? Càng đọc đắc nhân tâm là càng thấy mình dối trá và giả hình. Đúng không vậy? Mà sao đọc cái này nó biến đổi mình? Anh em có giải thích được không ạ? Cho nên lời của Ngài
được hà hơi bởi Đức Thánh Linh. Lời của Chúa, cả Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi, nên nó có một thẩm quyền. Nó có một thẩm quyền để biến đổi người khác. Và khi lời đó ở trong anh chị em, lời đó ở trong lòng anh chị em, biến con người anh chị em có thẩm quyền. Tôi muốn anh chị em lãnh hội điều này. Tôi nhắc lại nha, khi lời của Đức Chúa Trời mà thực sự ở trong anh chị em, nó biến anh chị em trở thành người có thẩm quyền. Mà người có thẩm quyền á, thì truyền lệnh sự việc nó mới xảy ra. Còn người không có thẩm quyền truyền lệnh mãi rác cổ họng chẳng gì xảy ra. Đó. Ví dụ như bây giờ ra ngã tư, anh chị em thử biết à, anh chị em cầm cái dùi cui bắt đầu anh chị em ra ngã tư, anh chị em đứng dơ bóng xe rồi ngừng lại đi. Anh chị em có mặt ở bệnh viện chờ rẫy. Đúng không? Nhưng mà một anh cảnh sát giao thông cầm dùi cui đứng ra là khác à, chuyện khác à. Mọi xe phải dừng lại. Bởi vì anh đó có thẩm quyền. Anh cũng là người như chúng ta thôi. Nhưng mà bởi vì anh khoác một cái áo có lon ở trên này, có màu sắc, có cầm cái gậy, anh đang có thẩm quyền. Anh chị em à, nếu trong lòng anh chị em trống rỗng không có lời ngài, anh chị em không có thẩm quyền. Thế giới linh không biết anh chị em là ai. Anh chị em ra một mệnh lệnh, nó sẽ hỏi Phao-lô ta biết, Chúa Giê-xu ta biết, mày là đứa nào? Và nó có thể đánh anh chị em trần truồng luôn. Mà khi anh chị em có lời bên trong, anh chị em khác à, anh chị em có thẩm quyền. Bởi vì như tôi đã nói, lời Chúa tạo cho con người ta có thẩm quyền. Bởi vì Kinh Thánh chép rằng cả Kinh Thánh được Chúa Trời hà hơi. Có nghĩa là Chúa đóng ấn của Ngài trên lời Ngài. Có nghĩa là trong lời Ngài có dấu vết của Đức Chúa Trời. Anh chị em cầm cái hợp đồng mà không có giám đốc đóng dấu cái ai cho anh chị em không? Mày giả mạo lừa tao đúng không? Về bảo sếp ký vô, đóng dấu vào, thì cái hợp đồng này mới có giá trị. Cho nên quyển Kinh Thánh này cũng là một quyển sách thôi, nhưng nó có giá trị bởi vì Đức Chúa Trời đóng dấu vào này, bởi vì Ngài hà hơi vào này. Lời Ngài không, đời đời không hề thay đổi. Một lời hứa của Ngài nói ra là không hề thay đổi. Tôi muốn nói điều đó để cho anh em biết rằng lời Chúa có thẩm quyền. Cho nên khi nó ở vào lòng anh chị em, nó biến con người anh chị em trở nên người có thẩm quyền. Anh chị em nói bệnh lành đi, lành luôn. Quỷ mày ra đi, nó ra luôn. Khi anh chị em có lời. Nhưng mà câu hỏi nè, làm sao để lời của Chúa đi lòng mình? Đó là vấn đề đúng không? Làm sao để lời Chúa đi vào lòng mình? Chị em chú ý nghe điều này quan trọng nha. Bởi vì khi anh em biết điều này á, lời cầu nguyện linh nghiệm vô cùng. Thiệt sự như thế, linh nghiệm vô cùng. Joseph, tự suy ngẫm suy ngẫm. Cái nguyên tắc để lời của Chúa đi vào lòng là suy ngẫm. Nhưng câu hỏi đặt ra nữa là suy ngẫm là cái gì? Suy ngẫm có phải là đọc không? Suy ngẫm có phải là học thuộc lòng không? Xin thưa anh chị em, không phải. Anh chị em có thể học thuộc lòng câu Kinh Thánh nhưng anh chị em hoàn toàn không có suy ngẫm tí nào. Anh em có thể đọc Kinh Thánh ngày nào cũng dở ra đọc hết á, nhưng mà có thể chẳng suy ngẫm chút nào. Và cuối cùng là 10 năm tin Chúa rồi vẫn trống không, không có chút thẩm quyền nào. Không ạ? Đó là cái thực trạng của rất rất nhiều người ngày hôm nay. Cho nên lời Chúa dạy rằng hãy suy ngẫm nó ngày và đêm. Anh em hãy chú ý, suy ngẫm là gì ạ? Suy ngẫm là khi anh chị em đọc lời của Ngài, anh chị em phải cố gắng vận dụng cái tâm trí mình, hiểu cho nó tường tận cái điều mà Chúa muốn nói. Suy nghĩ về nó cho nó tường tận ra, hiểu cho đúng như những gì Chúa Giê-xu muốn nói, lời của Chúa muốn nói. So sánh thượng văn hạ văn, so sánh lịch sử, tìm tòi để hiểu cho đúng thật rõ
Chúa đang muốn nói điều gì đây? Chúa hứa điều gì đây? Chúa đang muốn truyền đạt điều gì đây? Chúa nói với ai, nói cái gì, nói tại thời điểm nào đây? Chúng ta có thể ứng dụng điều này vào đời sống mình như thế nào? Tôi gọi quá trình đó là quá trình ngẫm nghĩ. Ngẫm nghĩ. Phải ngẫm nghĩ. Tại vì cái từ suy ngẫm nó có hai cái từ ghép lại lần, phải không ạ? Suy và ngẫm. Thì tôi gọi đó là ngẫm nghĩ. Mình phải ngẫm nghĩ. Cho nên mình đừng bao giờ đọc kinh thánh mà để nó tuột ra. Đọc xong cái rồi hỏi vừa đọc gì chẳng biết. Thế là càng rồi. Như thế là chúng ta đã không ngẫm nghĩ rồi. Và nếu không ngẫm nghĩ thì lời Ngài không có thể có cơ hội vào lòng mình được. Và cái thứ hai quan trọng là tôi muốn chia sẻ anh chị em. Sau khi mình đã ngẫm nghĩ rồi đó, thì bắt đầu suy tưởng. Suy tưởng là gì? Suy tưởng là lúc mà linh anh chị em hoạt động. Hay nói nôm na là tấm lòng anh chị em hoạt động. Suy tưởng là mình ngồi đó mình đọc một câu kinh thánh mà mình thấy mình trong câu kinh thánh đó. Mình thấy mình đang thực hành câu kinh thánh đó. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói mà. Chúa bảo là hãy yêu người lân cận như chính mình. Anh em đọc câu kinh thánh đó, ô, bắt đầu con thấy con yêu người lân cận của con. Con thấy con yêu anh con, chị con. Con thấy con yêu anh em con. Con thấy con nở nụ cười với người khác. Con thấy con tử tế với người khác. Anh em nhắm mắt tưởng ra mình đang như thế. Tôi gọi đó là suy tưởng. Chúa nói rằng bởi lần đòn của ta chịu mà các con đã được lành bệnh. Anh chị em hãy thấy mình được lành bệnh. Ô, tôi đã được lành bệnh. Ô, cái tay tôi hết đau rồi. Ô, tôi tuyệt vời quá. Cái sự đau này nó ở trên thập tự giá rồi. Bây giờ tôi đã lành rồi. Lành rồi, mặc dù đau kệ nó. Mình tưởng ở trong đầu mình rằng mình đang nhận những lời hứa của Chúa. Anh chị em hiểu ý tôi muốn truyền đạt mà. Tôi gọi đó là sự suy ngẫm. Tôi nhắc lại nha. Bởi vì rất ít con cái Chúa thực hành điều này. Rất ít luôn. Chỉ đọc thôi, thuộc lòng thôi. Chứ còn rất ít con cái Chúa suy ngẫm. Suy ngẫm là gì? Là ngẫm nghĩ, tìm tòi, hiểu cho tường tận lời của Chúa. Đó là tôi gọi là ngẫm nghĩ. Và bước thứ hai, đừng dừng lại ở đó. Hãy thấy mình đang thực hành câu kinh thánh này. Thấy mình đang thực hành đoạn kinh thánh này. Thấy trong tấm lòng. Thấy trong tâm trí. Thấy mình. Cho nên Eli nói với Elise là nếu người thấy, người sẽ nhận được. Mình thấy mình sẽ nhận được. Khi mình thấy mình đang thực hành lời này, nghĩa là gì ạ? Tay chân anh em không làm lời đó, nhưng mà linh anh em đang làm. Thế giới vô hình đang làm. Thế giới vô hình của anh chị em đang thực hành, đang yêu thương đấy. Thế giới vô hình anh em đang nói lời tử tế với người khác. Thế giới vô hình đang tha thứ cho người khác. Thế giới vô hình đang thấy mình có công ăn việc làm. Anh chị em nào đang thất nghiệp á, tưởng tượng mình đang làm việc. Ui, sáng nay tôi đang bê hủ tiếu, bưng bê rửa bát. Tuyệt vời quá, Chúa, Chúa cho con công việc hay quá. Cảm ơn Ngài là đấng cung ứng cho con, đấng không bao giờ để con thất nghiệp. Tưởng tượng đi, 5 ngày sau anh chị em sẽ có việc làm cho con. Đó là cách của Chúa hành động. Cho nên đừng nhìn mình như người cũ nữa. Hãy nhìn mình như lời của Chúa nói về mình. Amen anh chị em. Chúa nói anh em là con Đức Chúa Trời. Hãy thấy mình là con Đức Chúa Trời. Chúa nói anh em đã được chữa lành. Hãy thấy mình đã được chữa lành. Chúa nói anh em giày đạp đầu trên ma quỷ. Hãy thấy mình đang sống như thế. Chúa nói anh em có mọi quyền trên kẻ nghịch, không gì làm hại mình được. Hãy thấy mình như thế. Chúa nói anh em là người được cung ứng và có thể dư rời để làm mọi việc lành. Hãy thấy mình như thế. Tôi gọi đây là quá trình suy tưởng. Cho nên tại sao con cái của Chúa ít nhận được lời hứa của Ngài? Bởi vì mình không tin. Khi anh em suy tưởng, thấy mình như vậy là thú thiệt là anh em đang tin đấy. Anh em đang tin. Anh em đang trong quá trình xây dựng tin. Và cái quá trình anh em tin đó, nó sẽ mở tấm lòng anh em ra và đem lời của Chúa sống vào anh em. Khi nào là lời Chúa sống trong lòng và khi nào là không? Lời của Chúa sống trong trí á,
nó khác với lời Chúa sống trong lòng. Lời Chúa sống trong trí đó là anh em đọc thuộc lòng được nè, anh em trả câu gốc được nè, anh em viết bài luận được nè, anh em soạn bài giảng tốt luôn nè, có đủ luôn mở đầu thân bài kết luận, rất là hay, phải không ạ? Đọc lên là ai cũng mê, có thể. Nhưng mà cuộc sống nó trái ngược lại, trớt bớt à. Mình nói đằng sống nẻo, tôi gọi đó là lời ở trong trí, không ạ? Giảng rất tuyệt vời, đứng trên bục giảng, giảng ui xôi, yêu thương các kiểu, nhưng mà về nhà thì tay đấm chân đá, không ạ? Cái đó đó, người ta gọi là lời trong trí, nhưng mà không sống trong trong lòng, à, nó khác. Nói một đằng mà sống một nẻo. Cho nên Chúa Giêsu đã trách những người Pharisee và thầy thông giáo thời bây giờ, trách rất là nhiều. Các ngươi nói rất hay, các ngươi chất bao nhiêu gánh nặng trên cho người ta, các ngươi giảng luật pháp tuyệt vời luôn, từ gọi là Sáng Thế Ký đến Phục Truyền năm quyển Ngũ Kinh, các ngươi giảng hết luôn, nhưng mà các ngươi không làm theo, không sống được. Tôi gọi đó là lời trong trí. Còn lời trong lòng nó khác anh chị em. Sau khi anh chị em ngẫm nghĩ và suy tưởng xong, lời Chúa sống trong lòng xong, thì lời đó nó điều khiển mọi hành vi của anh chị em. Lời đó bắt đầu nó lái cuộc đời của anh chị em theo cái hướng phù hợp với những gì anh chị em vừa đọc, vừa suy ngẫm, vừa suy tưởng. Lời đó nó điều khiển và nó có cái thẩm quyền nhất định trên anh chị em. Anh chị em không sống khác được, anh chị em không nói dối được nữa. Trước có thể nói dối nhưng giờ nói dối không được. Có một cái gì đó khiến cho anh em phải sống phù hợp với những gì ở trong lòng, không khác được. Khi lời của Ngài điều khiển, khi lời của Ngài kiểm soát, khi lời của Ngài làm đầy dẫy và phát ra bên ngoài, thì tôi gọi rằng lời Chúa sống trong lòng. Cái này tôi gọi là đức tin. Đức tin. Đức tin tạo cho chúng ta thẩm quyền. Đức tin cho chúng ta một thẩm quyền trong giới thuộc linh. Đức tin khiến cho con người bên trong chúng ta trở nên mạnh. Cho nên tôi nhắc lại anh chị em nha, đừng đọc lời Chúa và học thuộc lòng không, hãy suy ngẫm. Vì cái điều này nó quan trọng lắm. Nếu anh em không suy ngẫm á, anh em không có cái gì mới cả. Anh em không có sáng tạo được. Có người nói với tôi là tôi không hiểu cái ông quý này ông làm cái gì mà 365 ngày, ngày nào ông cũng viết những cái bài mới trên Facebook mà không bài nào trùng bài nào. Không biết cái đầu của ông này nó có cái gì mà sao không nhiều ý tưởng thế. Tôi xin thưa anh chị em, tôi cái đầu tôi chẳng có gì, nhưng mà cái đầu của Chúa là quan trọng lắm. Khi mình liên kết với Ngài, Ngài cho mình ý tưởng. Và ý tưởng của Ngài thì không bao giờ cạn, anh chị em có amen với điều đó không? Cho nên ông, có người nói sao cái ông này ông giảng một năm 365 ngày mà không có chủ nhật nào ông giảng trùng bài giảng của chủ nhật nào hết. Có người bảo là tôi cũng trăng bày, nhưng mà những gì tôi học ở trường Kinh Thánh bây giờ, mục sư ơi giúp tôi với chứ, tôi giảng nó cạn vốn rồi, hết rồi. Cạn rồi, giúp quá, khó quá, bây giờ không biết soạn bài nào nữa đây. Anh chị em ơi, nếu mà mình không để lời Chúa sống trong lòng, anh chị em sẽ không có tự mới. Anh chị em không có một cái gì mới cả. Tất cả chúng ta đều là cũ kỹ, bổn cũ xảo lại, xào lại thôi. Cho nên rất là khó để chúng ta có thể có những cái phát kiến, có thể có những cái điều gì khác hơn. Tôi xin nói với anh chị em rằng, hãy ngẫm nghĩ, suy ngẫm lời Chúa thật là nhiều vào, để cho Đức Thánh Linh dùng lời đó làm ra những điều mới mẻ và sáng tạo. Anh em biết không, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng không bao giờ copy cái gì cả. Chúa không có copy. Một cái mùa tuyết rơi ở châu Âu đó, phải không ạ? Cả châu Âu tuyết rơi 24/7, hãy có gió là có tuyết rơi. Mà đố anh chị em tìm hai bông tuyết giống nhau à? Thế giới này có 7 tỷ người, tôi đố anh chị em tìm được hai con người giống nhau hoàn toàn. Nói chị người cho nó khó, mấy cái vân tay thôi. 7 tỷ người anh chị em tìm đi cái người nào cả những vân tay giống nhau.
Không có. Cho nên Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời sáng tạo. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời luôn luôn tạo ra nguyên bản. Và ngày hôm nay anh chị em thấy không ạ? Thế giới này tràn đầy những sự bắt chước. Và cái bắt chước đó thì nó không đứng nổi dưới thử thách của thời gian. Bắt chước khi gặp khó khăn sẽ ngã gục. Ô, thấy người kia làm một chức vụ xây dựng hội thánh như thế, tôi cũng về tôi bắt chước làm y xì như vậy. Ô, thấy một TV vô sơ cầu nguyện, quỷ ma được chạy, tôi cũng về tôi cầu nguyện như thế. Nhưng mà cầu nguyện được một tuần rồi, thôi quá, cái gì xảy ra, bỏ. Không ạ? Ôi thấy ông kia ông làm mục sư ông trăng bày, ok quá, tôi cũng bắt đầu về mở hội thánh trăng bày, bắt chước làm y xì như vậy. Ba tháng sau tả tơi tơi tả và thôi đóng cửa luôn, thôi về làm thường dân cho nó nhẹ. Không ạ? Vấn đề là chỗ đó. Cho nên cho em ạ, làm ăn cũng vậy, rồi trong kinh doanh cũng vậy, trong đời sống học tập cũng vậy, trong khoa học kỹ thuật cũng vậy. Đời sống này đây dễ sự bắt chước nhau đó. Anh em thấy thấy không? Thấy người bên cạnh mở cái cửa hàng ra bán cái mặt hàng đó hay quá, ôi sao nó làm ăn được quá, tôi cũng mở một cửa hàng y xì như vậy, làm cạnh tranh nhau chơi vậy thôi. Và đời đầy dãy sự bắt chước. Nhưng mà tôi thiệt anh chị em á, cái người nào mà sáng kiến nguyên bản của nó thì sẽ đứng vững trước thử thách của thời gian. Còn người nào bắt chước á, khó khăn ập đến rộng lô, chắc chắn đó là sự thật, kể cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Cho nên chị em ơi, đừng bao giờ trở thành người bắt chước. Đừng bắt chước. Hãy làm mình. Hãy để Đức Chúa Trời hành động trong mình. Mà Đức Chúa Trời hành động trong mình đồng nghĩa với hãy để lời Chúa hành động trong mình. Amen chứ. Anh em phải có lời Chúa bên trong. Để lời đó hành động. Lời đó cho anh chị em sự sáng tạo. Lời đó cho anh chị em những phương pháp mới. Kinh doanh mới. Chức vụ mới. Xây dựng hội thánh theo kiểu của Ngài muốn. Và những gì mà lời Chúa muốn á, nó sẽ còn lại đời đời mãi mãi, không bao giờ lùi tàn. Amen chứ. Cho nên ở đây chúng ta bắt đầu hiểu rằng khi lời của Ngài ở trong lòng cho chúng ta một thẩm quyền, lời của Ngài ở trong lòng khiến cho chúng ta trở thành một người nguyên bản của Đức Chúa Trời tạo dựng. Một con người sáng tạo, một con người khôn ngoan, một con người thông minh, một con người có năng lực. Và năng lực này không phải là năng lực tự nhiên nữa, mà năng lực đến từ lời của Đức Chúa Trời sống bên trong. Chúng ta cần như thế, thẩm quyền. Cho nên chị em ơi, tôi xin nhắc lại, Chúa và lời Chúa là một. Anh em có lời Chúa là có Chúa. Anh em có Chúa là có lời Ngài. Anh em tôn trọng lời Chúa là tôn trọng Chúa. Cho nên ngay khi anh em có lời Chúa bên trong, hành động bên trong, anh em nói nhân danh Chúa Giêsu hãy lên đi, Chúa Giêsu lập tức xuất hiện, người kia được tác động và được lành. Khi anh em có lời Chúa trong lòng, anh em nói nhân danh Chúa Giêsu, quỷ ở trong người này hãy rời khỏi đi, Chúa Giêsu lập tức xuất hiện và con quỷ kia la hét ngã xuống và nó phải bỏ chạy. Tôi nói với anh em rằng, nhắc lại nha, chân lý này cực kỳ quan trọng. Chúa và lời Chúa là một. Khi anh chị em có lời Chúa trong lòng là đồng nghĩa anh chị em có Chúa Giêsu sống trong lòng và Ngài thành hình bên trong. Đừng hiểu nhầm tôi cái ý nghĩa thần học là anh chị em được tái sanh, được sống đời đời. Đừng có hiểu rằng là anh em tin là chưa được sống đời đời. Không, tôi đang nói một ý khác. Tôi đang nói một cái ý là khi anh chị em có lời Chúa bên trong là Chúa Giêsu được thành hình và trưởng thành hành động qua anh chị em một cách tự do bởi lời Ngài. Anh em nói nhân danh Chúa Giêsu và Ngài xuất hiện để Ngài làm những điều mà anh chị em đang muốn giúp đỡ người khác. Tôi gọi đó là lời sống bên trong. Tôi không nói về đức tin cứu rỗi, tôi không nói về sự tái sanh. Tôi đang nói về một đời sống có sự đáp lời cầu nguyện. Muốn có sự đáp lời cầu nguyện, tôi nhắc lại, anh chị em phải có lời của Chúa sống bên trong. Phải có. Bởi vì lời Ngài cho anh chị em thẩm quyền.
Và thẩm quyền khi anh chị em ra một mệnh lệnh, mọi thứ phải được thực thi. Còn người không có thẩm quyền không ra lệnh được, mọi thứ không ai nghe. Và điều thứ hai là khi anh chị em suy ngẫm lời của Chúa, tức là lời Kinh Thánh này, ngẫm nghĩ cho thật kỹ, hiểu cho tường tận, và thấy mình, thấy linh mình, thấy lòng mình đang hành động và thực hành những lời này ngày qua ngày, tháng qua tháng, tuần qua tuần, anh em cứ như vậy, thì tôi nói anh chị em, lời của Đức Chúa Trời nó đi từ trong trí anh chị em, nó đi thẳng vào trong lòng và biến thành đức tin. Đó là điều tôi muốn nói, đó là điều tôi muốn chia sẻ, đó là điều mà tôi muốn cả hội thánh mình hãy lãnh hội buổi sáng ngày hôm nay. Anh chị em ạ, phải lãnh hội. Khá nếm thử Đức Giê-hô-va là tốt lành dường bao. Nếm thế nào? Nếm sao đấy? Chúa chua hay ngọt? Không ạ? Chúa mặn hay đắng? Chúa tốt hay xấu? Không biết, chỉ nghe nói thôi. Mà Chúa nói rằng không, đừng nghe người ta nói, chính các con phải nếm ta để biết ta. Chúa nói đó, khá nếm thử. Chúng ta nếm Chúa bằng cách chúng ta kinh nghiệm Ngài trả lời cầu nguyện của chúng ta. Đúng không anh chị em? Mình có nhu cầu và Chúa trả lời, mình nói ôi Chúa tốt quá. Còn mình có nhu cầu mà Chúa không trả lời, mà Chúa sao xấu thế, chắc Chúa bỏ mình rồi. Chính cái sự đáp lời hay không đáp lời cầu nguyện, nó quyết định anh chị em nếm Chúa như thế nào. Và tôi biết chắc rằng Chúa là ngọt ngào. Tôi biết chắc rằng Chúa là tốt. Tôi biết chắc là Chúa đầy tình yêu, Chúa đầy nhân từ, Chúa là sự thành tín, Chúa là năng quyền. Bởi vì sao tôi nói chắc như vậy? Đơn giản một điều trong cuộc đời của tôi, tôi cảm ơn Chúa đã được nếm những điều đó. Và tôi ao ước tất cả anh chị em mình hãy cùng với tôi nếm điều đó. Anh chị em amen không? Điều thứ hai, chúng ta nếm được Chúa, khởi đầu là phải gắn vào Chúa. Nhánh nhỏ phải gắn vào gốc nhỏ, gắn vào thường xuyên. Đừng đi tìm Chúa vì nhu cầu không, đừng đi tìm Chúa để Ngài chữa bệnh cho mình không, đừng đi tìm Chúa để Ngài đuổi quỷ cho mình không. Những điều đó tốt chứ không xấu, tôi không chê anh chị em. Nhưng hơn thế nữa, Chúa muốn anh chị em sống với Ngài, gắn với Ngài, ở cùng Ngài, thờ phượng Ngài, đi cùng Ngài luôn. Đó là cách mà một cái nhánh thắp vô trong và có sự sống. Trước khi có kết quả phải có sự sống, phải có sự sống đã. Cho nên tôi ước ao tất cả anh em mình có sự sống bằng cách có một đức tin chân thật. Rồi tiếp theo, để có kết quả chúng ta cần lời của Đức Chúa Trời sống bên trong. Cái đó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà làm thế nào để lời của Chúa sống bên trong lại là một chuyện không phải là dễ dàng để lãnh hội được. Không phải dễ dàng. Mà hôm nay tôi chia sẻ cho anh chị em đó. Anh em đọc lời Chúa chậm rãi thôi, nhưng anh chị em hãy ngẫm nghĩ về nó. Có những đoạn Kinh Thánh tôi cũng chia sẻ thật với anh chị em, 3 câu thôi, tôi phải nghĩ ngày trời. Một ngày từ sáng đến chiều tôi vò đầu bứt óc, tôi nói Chúa ơi, Chúa nói cái gì ở đây? Sao con chẳng hiểu gì cả? Thực tế là Chúa nói cái gì cho con hiểu? Rồi tôi đi ra, rồi đi vô, rồi hết đi vô, rồi đi ra, hết nằm lại ngồi, hết ngồi lại nằm. Phải không chứ? Đấy. Rồi đúng một cái, tự nhiên có một ý tưởng đến trong tâm trí của mình, và tự nhiên tôi hiểu ra mọi điều sáng tỏ. Hay lắm anh chị em. Cho nên nếu anh chị em bỏ thời gian ngẫm nghĩ, tôi tin xác với một điều rằng Chúa Thánh Linh bắt đầu trò chuyện với anh chị em. Giáo sư lớn sẽ đến trò chuyện với anh chị em, bởi vì Ngài biết rằng anh chị em tôn trọng lời Chúa. Đừng bao giờ mơ rằng Đức Thánh Linh sẽ phán dạy anh chị em khi chúng ta không tôn trọng lời Ngài. Không có đâu. Chúa nói rằng ai mà tôn quý ta thì ắt cha ta sẽ tôn quý người đó.
ta sẽ đến ở với người và tỏ cho người. Chúng ta sẽ cùng nhau đến và ở trong trong người. Kinh Thánh chép thế. Cho nên chị em ơi, cái thái độ đầu tiên là cái thái độ của chúng ta đối với lời Ngài là cần nhất. Anh chị em mình phải có một cái thái độ trân quý lời của Ngài hơn cả vàng bạc kim cương, hơn cả tất cả mọi điều. Vì xin thưa với anh chị em, con người sống không phải chỉ bằng bánh, mà còn bằng mọi lời ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Khi anh chị em bỏ thời giờ ngẫm nghĩ lời Chúa, anh chị em sẽ có một cái sự kết nối tuyệt vời với Đức Thánh Linh. Nhiều người ngày hôm nay giảng dạy về sự thân mật với Đức Thánh Linh, ôi nào là sự trò chuyện với Đức Thánh Linh. Nhưng mà tôi nói với anh chị em rằng Đức Thánh Linh chỉ trò chuyện với người nào? Trò chuyện với lời của Đức Chúa Trời thôi. Đừng có tưởng rằng là pha một cốc trà đặt lên ghế rồi Chúa ơi đến trò chuyện với con. Không có chuyện đó đâu. Phải dỡ lời của Chúa ra. Vì Kinh Thánh chép rằng thần lễ thật đến để rao bảo những sự gì thuộc về ta. Chúa Giê-xu nói thế. Chúa Giê-xu nói rằng Đức Thánh Linh đến để làm chứng về ta. Đức Thánh Linh đến để giải bày ta cho mọi người. Đức Thánh Linh đến để dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Và Chúa Giê-xu chính là lẽ thật. Chúa Giê-xu chính là lời của Chúa. Chúa Giê-xu chính là những gì mà Đức Thánh Linh quan tâm. Lời Chúa là những gì mà Đức Thánh Linh quan tâm. Cho nên tôi nói với anh em rằng muốn Đức Thánh Linh bày tỏ mình, đừng bao giờ ngồi không. Hãy dở Kinh Thánh ra, hãy nghe một đoạn nhỏ, hãy suy ngẫm một đoạn nhỏ. Bằng cách đó anh chị em ơi, anh chị em sẽ hiểu tường tận lời Ngài. Tôi gọi đó là ngẫm nghĩ nha. Chưa hết đâu. Nếu mà chỉ dừng lại đó thì anh em nghĩ suốt đời cũng chưa có nghĩ ra. Còn một phần thứ hai, đó là anh em phải suy tưởng. Suy tưởng là gì? Là anh em phải thấy mình ở trong cái đoạn Kinh Thánh đó. Anh em thấy mình được chữa lành. Anh em thấy mình được cung ứng. Anh em thấy mình được đáp ứng. Anh em thấy mình đuổi quỷ được. Anh em thấy mình đặt tay lên người bệnh, người bệnh lành được. Ai trong anh chị em thích là mình đặt tay lên người bệnh lành? Ai thích? Một người, ui xa nhiều người thích quá. Wow, nhiều người thích quá. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà tôi bày cho anh em cách nha. Bày anh em cách. Tôi cũng vậy thôi, bắt đầu từ cách đó thôi. Tôi ngồi tôi đọc Mác chương 16 và tôi nhắm mắt tôi lại. Tôi tưởng tượng có một người bệnh ở trước mặt. Được chứ anh em, được chứ? Tưởng tượng được chứ? Bắt đầu tôi tưởng tượng trong danh Giê-xu, tôi đặt tay lên đầu mày và mày lành đi cái. Tôi thấy người đó ngã cái rật xuống, bắt đầu là đứng lên. Hallelujah, tôi hết rồi. Hết rồi, hết rồi, cảm ơn Chúa. Anh em tưởng như thế được không? Được chứ. Và nó phù hợp với lời Chúa không? Phù hợp chứ. Anh em biết không, khi anh em tưởng tượng như vậy là lúc linh anh chị em đang hành động. Tay thân thể anh em không hành động, nhưng linh anh chị em đang hành động. Anh chị em tưởng tượng anh chị em yêu người nào thì linh anh chị em đang thật sự yêu người đó đó. Anh chị em có hiểu cái ý của Chúa Giê-xu nói không? Nếu một người ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em hiểu ý Chúa Giê-xu nói ở đây không? Ghét anh em mình là có hành động không? Nhưng mà nó nằm ở đâu? Trong tư tưởng. Cho nên khi anh em ngồi, anh em bắt đầu, sao tôi ghét cái thằng đó thế? Cái thằng đó nó dã man thế, tôi ghét thế. Là anh em đã thật sự đang cầm giáo đâm vào nó. Nó ngồi ở kia, nó nói cái thằng nào nói hành mình giờ sao người mình nó ê ẩm hết cả người. Mặc dù ngồi cách nhau mấy cây số. Đúng không anh chị? Trong linh giới nó là như thế. Trong thế giới linh thực sự nó là như vậy. Cho nên Chúa Giê-xu mới nói là nếu ngươi ghét anh em ngươi thì ngươi là kẻ thực sự đang giết người. Ngươi đang cầm giáo vô hình, ngươi đâm người anh em mình mà không biết. Cho nên hỏi các cặp vợ chồng là những người đầu ấp tay gối, đừng ghét nhau. Amen. Ghét nhau nguy hiểm lắm vì mình ở gần quá. Đúng không? Gần quá đâm nhau suốt ngày hơi căng. Đúng không? Hơi căng lắm. Cho nên tưởng tượng trong một gia đình coi, vợ chồng mặc dù chưa nói câu nào nhưng mà trong lòng người chồng bắt đầu không thích người vợ không thích người chồng, anh em thấy trong lòng nó làm sao? Khác liền. Không khí trong nhà khác liền, đúng không anh chị? Mặc dù chưa nói câu nào. Tôi gọi đó là nguyên tắc ở trong linh. Linh hoạt động theo tư tưởng. Linh hoạt động theo tư tưởng. Mai mốt anh em lên thiên đàng không nói chuyện bằng cái miệng đâu, nói bằng tư tưởng là nghĩ gì biết luôn.
rất nhanh. Bằng tư tưởng anh em truyền đạt, chỉ cần tích tắc một giây thôi, anh em có thể truyền đạt cả quyển kinh thánh này. Đó là cách truyền đạt thông tin. Ngày hôm nay công nghệ thông tin cũng là một cái cách để nó mô phỏng cái thế giới linh đấy anh chị em. Công nghệ thông tin đấy, truyền thông tin rất nhanh, bấm nút một cái có cả tất cả mọi thứ. Cho nên không phải là ngẫu nhiên mà người ta phát minh ra những thứ đó đâu, tất cả đều trong thế giới linh nó thể hiện ra đấy. Cho nên tôi muốn anh em hãy có tiếp tục cái sự suy tưởng. Cái sự suy tưởng này nó khiến cho lời của Chúa bắt đầu đi vào lòng và điều khiển hành vi, lời nói, cuộc sống, kiểm soát toàn bộ con người anh em. Và khi con người anh em được kiểm soát bởi lời này thì mọi điều anh em cầu nguyện Chúa sẽ đáp lại. Nhiều người thắc mắc, ôi lạy Chúa, Chúa nói về có vẻ hơi quá, lỡ con xin Chúa giết cái ông kia thì sao? Đúng không? Lỡ Chúa nói rằng mọi điều các ngươi xin thì sẽ được, lỡ con xin Chúa giết ông kia thì sao? Xin thưa anh chị em, khi lời của Chúa ở trong lòng anh chị em thì không có một lời cầu xin nào của anh chị em là trái lẽ hết, chắc chắn luôn. Khi thực sự lời Chúa sống trong lòng anh chị em thì không có một lời cầu xin nào của anh em là cầu xin cho tư dục hết, tất cả đều theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là bằng chứng. Cho nên Chúa nói không mâu thuẫn đâu. Tôi đọc lại, Chúa nói không mâu thuẫn đâu. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và lời ta, những lời ta ở trong các ngươi, thì hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, tất sẽ được điều đó. Không mâu thuẫn đâu. Khi mình ngẫm nghĩ cho nó thấu đáo thì không mâu thuẫn đâu. Một người mà có lời Chúa bên trong thì lời cầu nguyện của người đó đẹp lòng Chúa vô cùng. Amen không chị em? Anh em có học hỏi được điều gì buổi sáng hôm nay không? Chủ đề là làm thế nào để lời cầu nguyện được linh nghiệm, làm thế nào được nhận được sự trả lời từ Chúa. Anh em có học được không ạ? Amen không? Thế bây giờ tôi hỏi vài người nha.